Quy xin chào bạn, Quy đang ở ngã tư sông Bình Châu, là một cái gần đầu nguồn của sông Dàm Cỏ Tây. Bên kia là chợ Bình Châu bên kia kìa. May mắn là về đây, ghé đây mình coi mấy anh em chụp lưới thì gặp Lũy cũng xem kênh. Lũy ghé lên rủ lên nhà chơi nè. Ở đây có dèo, có cách cá gì trong đây nè. Lũy bắt mấy anh em nướng xương xương các bạn. Nhà Lũy có, nghe cô nói có mười mấy đống chà các bạn. Mỗi lần dở chà cá có khi cả tấn cá mà cái này chưa đúng nước. Xong ở đây, trong đây có rộng cá lại nè. Ở đây ở dưới là bà con chắc chả bạn, ở trên là lục bình. Thì ở đây bà con cũng cắt cọng lục bình đó, rồi phơi khô bán. Như mình biết ở bên Đồng Tháp thì được 1 ký cọng lục bình khô là được 12.000. Mấy cọng lục bình là để bà con bán cho mấy người đang thủ công mỹ nghệ bạn, mấy cái vỏ rác, vỏ hoa rồi đó. Đây nãy mấy anh em ta chụp lưới các bạn, được 7 ký cá lăng. Mình lấy hết luôn. Cái này ở đây có tính đầu nguồn sông Dàm Cỏ Cỏ Tây chưa, hay là nó không, qua đây là nó thành kênh rồi phải không Lũy, hay sao? Không, cái này dẫn sông luôn anh. À, dẫn sông Dàm Cỏ Tây ha. Dạ, đúng rồi, sông Dàm Cỏ Tây. Ừ. Đi vừa được nhé. Ở đây lại nhờ có mấy đám lục bình này các bạn, nên cá đồng nó cũng còn ở nơi trú ngụ dưới sinh sôi. Ở đây cũng đánh đất bắt đủ kiểu, đặt vớn, đặt nò, rồi cào điện, chích điện, rồi chụp lưới đủ kiểu. Đó, ngoài cái nghề bà cậu đánh bắt thì bà con cũng cắt lục bình để phơi như thế này các bạn. Rồi bán cho thương lái người ta thu mua. Này dàn vớn nè, của nhà chú Út nè, các bạn thấy không? Vô mùa nước tháng 7, tháng 8 âm lịch đó bạn, mới đánh bắt. Đây là chú. Nó đủ mà kéo được chuồng dài vậy đó. À. Mình đặt mỗi đầu nó 2 bầu. À, một cái đường lưới dài rồi mình đặt hai cái túi này 2 đầu. Hai cái túi là một đầu đặt hai đầu là 4 cái. Dạ. Bốn cái bầu bự vậy nha. À. Chừa cái túi nhỏ đó. Dạ, dạ. Xây lên rồi xây ngược vậy nè. Dạ. Mà đường ngăn nước chứ không có xuống nước. Dạ. Cách đây có hả? Cái đặt nữa rồi. Bỏ bụng xuống rồi. Bỏ bụng thôi rồi nước. Bơm nè. Cho mày ăn rồi mày chạy đi hoài à, mày không về nhà. Hả? Bye bye chú bộ. Ba mẹ đâu? Ba mẹ đâu? Cháu thằng nó tưng lắm. Mày là cha rồi, mày ăn rồi mày chạy, mày đi theo thằng Lượng, mặt mày đỡ ơ đỡ lượng. Mấy bạn hồi nhỏ có bị nội bị ngoại đánh gì không? Nhà bà con ở đầu nguồn này mình thấy nhà ai cũng có chiếc xuồng, chiếc giỏ bạn.
có nhà hai chiếc luôn, nên mấy bé nhỏ nhỏ là nó biết chạy xuồng chạy ghe hết trơn. Ngược lại yeah. Quay lại sao để gì chứ nó rớt. Đúng rồi. Đó, chọc cho ông nội chửi. Mấy em. Em cái thấy nóng kia nè, em gấp đi xa qua anh kia đỡ nóng. Anh bỏ than nhiều quá. Cá lăng này ở đây gọi cá lăng giấy bạn, nhưng mà ở Đồng Nai thì gọi là cá lăng nghệ. Tại cái màu thịt nó vàng ươm như là nghệ vậy. Lũy nhà ở đây nhưng mà cũng làm trên Sài Gòn á, ở Tân Bình. Mấy bé nó dẫn mình đi ra hái rau rừng để ăn cá nướng rồi. Cây này là cây lộc vừng các bạn, lá non cũng ăn được luôn. Tính hái nó sen ở đây sâu quá. Cái này giật nè. Cái cây ra. Đây mày, bạn cái bữa nhậu sương sương đơn giản, cá sông nướng rồi rau rừng. Rau rừng ở đây hãy hái rau rừng từ trên cây xuống là không có rửa nha các bạn. Rau rừng là không rửa, rửa thì nó có vị chát. Rau rừng dân. À. Bà con vậy. Cái này cái gốc của nó là làm kiện á. Cô Mười là mẹ của Lũy. Đây là chị Ba. Là... À chị Tư hả? À chị Tư. Này anh Tư, anh rể của Lũy. Dạ coi. Chú Mười chú bị bệnh nên không có uống, không có nhậu được. Ủa con the đi chợ với ta. Tao có dăng the qua. Chừng đi có chơi mày sự nghiệp mày. Rồi. Ê, cô anh uống chung ly là uống một ly. Tuổi gì anh uống chung cũng được tùy em. Tùy ở nhà mình sao phong tục mình đâu. Nói vô anh đi con. Nói vô. Nói vô. Anh ngồi sát vô đi anh. Nói vô. Đây không quay. Mời các bạn. Quay về có tiền không? Dạ có. Có, à? Có nên con tụi con mới có kinh phí đi. Dạ đi quay. Dạ. Đầu chim hay chạy tới đây xa. Dạ. Ở đây là chị... không, anh đi quay cũng gần sông. Đó chị. Không, anh đi miền sông thì nó dạ. Quay trực tiếp hơn, còn như đi xe ở trên đầm không có quay được. Dạ đúng rồi. Như thấy bà con mình đánh bắt đâu xin theo được. Ừ, đúng. Nhưng mà mình đi ghe cái mình gặp ai mình tắt. Mà dở cái rống trà mà cá như của thằng ấy quá hửng mình quay cho người ta. Còn tại đi thì đi ghé từng nơi, ví dụ như mình đi tới Tiền Giang cái ghé coi đánh bắt gì đó rồi tối ngủ lại rồi xong đi chạy xuống tới Bạc Liêu hay là ngủ lại đó chạy tới từ Bạc Liêu mới chạy vô tới Cát Mũi qua Cà Mau xuống. Không, anh đi khu vực này là miền Tây là cá nhiều gì, miền Cầm Tháp là bên phía ông xã em nè. Ừ, lắm. Thì định hôm nay là chạy về Hồng Ngự á. Ừ đúng này rồi. Có bạn ở Hồng Ngự chứ có cái ông chú ông giăng lưới giăng cá cốc cá cày ở Tân Châu Hồng Ngự á. Anh em ở Hồng Ngự. Rồi xong mới tính về đó. Nhưng mà đi dọc đường tới đây cái gặp mấy anh kia chụp lưới, cái ghé coi luôn quay. Bữa con có quay. Anh Sáu bắt cá nè. Chút quá hoàng nữa chút xíu đi. Tại uống dở. Nè 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 nè
mới đem vô cua một mớ nè, còn mấy tấn nữa mà. Mà nó đủ mặt cá hả thằng? Ừ, đủ luôn. Dễ trà cũng vậy đó anh ơi, anh dở dưới sông là đủ mặt cá luôn, cá gì cũng. Dễ trà cho dưới cho. Thì có anh ba của Lý về chơi nữa mà. Số dưới cho. Tao ở bữa đó mà có ảnh quay một cái ghiền mới sợ. Trời đó, trời bay chặt hầm đó. Tao bữa đó em lên cá hai bữa luôn anh tên gì? Quy. À nó nhảy. Tao nói mưa sao nó đi chơi vậy đó. Ba chưa? Thì đó nghe Lý nói nên cũng mê, nói để ở đây câu cá rồi xong ghé lại. Nãy là trận chiến của mấy bạn nhỏ, giờ trận chiến của người lớn. Mình không dám quay các bạn. Tại mấy đứa nhỏ nó chơi, nó chọi u đồ nhau gì đó. Mắng vốn, người lớn qua mắng vốn. Màu đi Liêm ơi, Liêm chồng quánh vợ đủ mẹ nâu mắt tối luôn, không lỡ cái xong phim gì. Nước chấm nè con. Dạ. Để chút xíu này, anh em bên con cái cừu lộng ha. Dạ. Là mít lòng. Dạ đúng rồi. Năm ba năm luôn. Dạ. Cũng dòng họ ruột đó các mày. Nhưng mà con nít chút xíu chơi với nhau giờ. Dạ. Anh buông ra chút xíu hai đứa giỡn nhau rặt rặt nó giờ. Mít lòng một lần rồi lớn. Giỡn mình đừng nên cái bên. Không có bên nào. Niệm mà. Dạ. Bóp. Bóp. Như này là bữa đó tôi bắt hầm, bắt cá rồi trời liền cái khổ tội lên. Quay về vài bữa em của ổng coi trên trời ba mới trời ơi trời tính lên nó lại đồng lên. Đâu như diễn đơn diễn đã lấy này như giờ mấy bạn đâu có bắt đâu, chứ vài chục năm lại mình quay mình coi lại cũng y chang cảnh gia đình. Nói còn dài này mình coi lại hoàn cảnh chú gia chồng chú mùi vậy đó. Dạ. Ăn con cháu ăn nhậu vậy đó. Bữa nay bắt hành này nè, hậu vua bắt cá lóc con khổ thôi. Nếu này quay chú mười vài bữa này không biết chú mười còn sống được bao nhiêu lâu. Cái này nè.